Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với THOL Dream Center. Trước mặt các bạn là một chiếc máy nhìn không có gì đặc biệt, nhưng đằng sau cái sự bình thường đó là một sự phi thường. Đây là chiếc máy, nó hệ máy thì đúng hơn, nó gắn liền với Duy Nguyễn cũng như là thể hình online từ rất sớm. Như phòng gym mình quận 6 đã có cái máy này rồi. Và nó là một chiếc máy rất là đặc biệt và hiếm người ta chú ý đến nó. Nó chỉ có một chức năng đơn giản duy nhất, đó là bài vai. Cái chữ bài vai là cái chữ mà anh em hay dùng đó. Còn tên khoa học của nó là cái gì? Lateral Raise. Raise là một cái cơ chế không thể thiếu của vai. Khi mà bạn bị đau cùi chỏ, khi bạn không thể flex vai thì bạn cần phải raise. Bạn cần phải raise. Và chiếc máy này nó cho bạn một cơ chế raise tuyệt vời mà hai cục dumbbell không thể nào làm được. Cánh bướm hoàng hôn. Đó, bài này nhớ chưa? Đây là chiếc máy tập rất tốt cho cơ chế Rise, bởi vì nó mới đáng giá 110 triệu. Và hầu như là Gym Center nào Duy cũng trang bị cho nó. Các bạn sẽ thấy rất hiếm chỗ có cái máy này. Bạn nhìn vô cái máy này, chỉ có một vị trí chỉnh duy nhất thôi, đó là cái ghế. Vậy thì chúng ta chỉnh làm sao? Giống như bây giờ nè, Duy ngồi với tập thử nè, cái cảm giác nó chưa được đã lắm. Thì ở trong cái máy này á, nó không có khái niệm đúng và sai. Bạn tập gì cũng đúng thôi, chứ không gì sai đó. Nhưng mà Duy chia sẻ kinh nghiệm của mình đó, là bạn nên chỉnh ghế nó cao lên một chút. Cao lên một chút đó. Để cho cái tay của bạn nằm ở vị trí thấp nhất như vậy, người của bạn nó kẹp như vậy. Lúc này bạn fly lên, không cần fly cao như vậy, chả cần. Chỉ cần fly như vậy thôi là đạt yêu cầu, ngang thôi. Cái cô người mẫu này nhìn tướng thì rất là thô, nhưng mà tập kỹ thuật khá là đúng, rất là chắc. Để có được cái body này cũng phải vô hàng dữ lắm, và cái giá cũng ghê gớm lắm, nên cô ta không thể tập sai được. Rất đơn giản phải không các bạn? Rất đơn giản. Chỉ có một chỗ chỉnh duy nhất thôi, đó là cái chốt dưới đây. Ngồi kéo lên kéo xuống như bao cái máy khác. Hai cọng dây này bạn cầm vô đây, bạn cầm vô đây. Cái tay của bạn vậy không được nha. Sai trọng tâm. Sai trọng tâm. Tập phải như vậy. Như vậy ok. Đó. Đúng không? Ưỡn cái bộ ngực vĩ đại của các bạn ra. Hai tay cặp sát người, chân tựa rộng. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây
thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.